Đầu tiên là đi vào bài bệnh sốt mò. Nếu bệnh này mà chúng ta để ý á, chúng ta được học và chúng ta để ý á, thì tiền lâm sàng thì chúng ta dễ dàng chẩn đoán và điều trị. Còn nếu chúng ta không để ý tới thì chúng ta sẽ chẩn đoán không ra. Và nếu mà sử dụng các kháng sinh thông thường như là nhóm beta lactam hoặc một số nhóm khác thì không thể điều trị được bệnh này. Thì để tìm hiểu kỹ hơn về bệnh sốt mò thì đầu tiên chúng ta đi vào phần giới thiệu. Sốt mò là bệnh truyền nhiễm do Odontia susu camoxi gây ra thông qua vector truyền bệnh là ấu trùng mò. Thì bệnh sốt mò này á, là có lấy theo tên của vector truyền bệnh là con ve mò. Thì vector truyền bệnh là con ve mò, thì ve mò thì chỉ có con ấu trùng mò mới đột người và một số động vật gặm nhấm con mò trưởng thành sẽ không đột người. Về phân bố của bệnh sốt mò thì bệnh này là vùng dịch tễ của nó là vùng vành đai châu Á thái bình dương, và biểu hiện điển hình trong bệnh sốt mò là vệt loét. Các em có thể thấy hình ảnh bên cạnh là thầy có thể thấy hình ảnh vệt loét với đáy nông và đọng vảy màu đen. Thông thường vệt loét này là sẽ không đau không ngứa nên bệnh nhân thường không để ý đến. Tác nhân cái bệnh sốt mò là vi khuẩn Odontia susu gamaxi. Thì vi khuẩn này trước đấy người ta còn gọi là Rickettsia orientalis rồi Rickettsia susu, nhưng tên gọi hiện nay là Odontia susu, là cầu trực khuẩn gram âm, vì nó có hình dạng trung gian giữa hình cầu và hình que nên người ta gọi là cầu trực khuẩn. Còn gram âm là do nó nhuộm và nó bắt màu đỏ. Ở hình bên cạnh á, chúng ta thấy có thể thấy màu đỏ hoặc là màu nâu thì người ta gọi là gram âm. Trước đấy mình hay nghe nói đến Rickettsia là vi khuẩn không điển hình. Nếu mà vi khuẩn không điển hình thì nó sẽ không bắt màu gram, vì do nó không có thành tế bào hoặc là thành tế bào không có lớp peptidoglycan. Nhưng con Rickettsia này nó có bắt màu gram, nó bắt màu đỏ nên gọi là gram âm. Vì sao trước đây người ta có thể là nói nó là vi khuẩn không điển hình, vì nó có thân tế bào nhưng thân tế bào là không hoàn chỉnh. Thành phần là peptidoglycan có hoặc là rất ít. Thì đối với các vi khuẩn như là gram âm gram dương ấy, thì peptidoglycan nó sẽ thành các lớp, nó giúp cho sự ổn định của thân tế bào. Nếu mà không có lớp peptidoglycan ấy, là thân tế bào bị ly giải và vi khuẩn sẽ chết. Đây là đích đánh của kháng sinh nhóm nào hè? Kháng sinh nhóm nào đánh vào sự thành lập các lớp peptidoglycan? Các bạn học bài kháng sinh chưa? Đúng rồi, beta lactam. Ngoài beta lactam là còn nhóm nào đánh vào thành tế bào của vi khuẩn nữa? Một nhóm kháng sinh nữa. Glycopeptide hả? Glycopeptide là có vancomycin. Glycopeptide là có vancomycin, nó đánh vào thành tế bào vi khuẩn. Nhưng là con này là thành của nó không có peptidoglycan hoặc rất ít nên là nó sẽ kháng với beta lactam hoặc là glycopeptide. Và thân tế bào của nó cũng không có lipopolysaccharide. Thông thường các vi khuẩn gram âm sẽ có lớp lipopolysaccharide rất dày hả? Giúp nó đề kháng với một số kháng sinh. Và thứ hai đây còn gọi là nồi độc tố của vi khuẩn gram âm. Khi mà vi khuẩn gram âm nó bị chết, nó bị ly giải thì nó giải phóng ra thành phần này lipopolysaccharide gọi là nồi độc tố hay có thể gây sốc nồi độc tố. Và còn Rickettsia Orientia susu này do nó hệ thống enzyme nó không đầy đủ nên là bắt buộc là phải ký sinh nội bào để giống virus. Vì nó ký sinh nội bào nên là một số triệu chứng của nó có thể gây ra giống như virus, giống như là sốt. Sốt thì nó thường là sốt kéo dài, sốt liên tục, nó khác với sốt nóng, nhiễm khuẩn các vi khuẩn ngoài bào á, thường thường là sốt cơn. Còn Rickettsia nó sẽ sốt liên tục, giống như triệu chứng của nhiễm virus. Rồi bạch cầu máu sẽ không tăng hoặc là tăng nhẹ.
Rickettsia gây ra nhiều nhóm bệnh khác nhau. Một số bệnh điển hình của Rickettsia gây ra, kiểu như là thứ đầu tiên là nhóm bệnh sốt phát ban, thì có sốt phát ban dịch tễ do tác nhân là Rickettsia Kuroiwazuki gây ra. Cái tên thường bệnh là con rừng, con chảy, con rừng và vật chủ nguồn bệnh chính đó là con người. Bệnh thứ hai là murine typhus, sốt phát ban do chuột, và tác nhân là Rickettsia typhi. Cái tên thường bệnh là con bướm chét và nguồn bệnh chính đó là các loài gặm nhấm, như là chuột. Và cái bệnh thứ ba trong nhóm sốt phát ban là scrub typhus, còn gọi là sốt bụi rậm, hay mình gọi là sốt mò ấy. Sốt bụi rậm do nó liên quan đến cái nơi ở con mò, ổ trùng mò thường hay ở các bụi rậm, các bụi cỏ. Tạm nhiên là Orientia tsutsugamushi, và vector tên thường bệnh là con ve mò, nguồn bệnh chính. Nguồn bệnh chính trong thiên nhiên là các loài gặm nhấm. Nhóm bệnh tiếp theo đó là sốt đốm, rồi một số bệnh khác như là sốt quý, rồi cuối cùng là sốt chiến hào, hay liên quan đến các binh lính mà trong điều kiện chiến tranh với các chiến hào. Về nguồn bệnh chính của bệnh sốt mò là con chuột hay là một số loài gặm nhấm, rồi có thể là chim, đặc biệt là chim sẻ và con mò. Con mò là có thể là ấu trùng mò hoặc là con mò trưởng thành, đều trong cơ thể nó có vi khuẩn Orientia tsutsugamushi. Còn vector truyền bệnh là ấu trùng mò. Khi nói đến vector truyền bệnh nên nói là ấu trùng mò, hay còn nói đến con mò trưởng thành là sai, vì con mò trưởng thành nó không đốt người. Khi nó không đốt người thì nó không lây bệnh cho con người được. Mặc dù trong cơ thể của nó là có trong cơ thể nó có vi khuẩn, nhưng nó không đốt thì nó sẽ không gây bệnh. Giống như muỗi đó, con muỗi đực mà nó không đốt người thì nó không được xếp vào vector truyền bệnh. Còn con muỗi cái nó có đốt người thì được xếp vào vector truyền bệnh. Còn đây là chỉ có con ấu trùng mò, vì con ấu trùng mò là cần cái dinh dưỡng của con người để phát triển, hoàn thành cái chu kỳ của nó, nên nó đốt người và một số động vật. Thì trong quá trình nó đốt thì nó đầu tiên là nó sẽ tiết ra một số chất làm lý giải protein ở trên cơ thể mình, tạo thành chất lỏng rồi để hút. Thứ hai, nó sẽ truyền Orientia tsutsugamushi vào tại vị trí bị đốt, sau đó vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể. Đây là cái hình ảnh để có ấu trùng mò ấy. Ấu trùng mò thì kích thước rất nhỏ, từ 0,2 đến 0,3 mm, thì mắt thường chúng ta có thể không nhìn thấy được. Hình ảnh phóng đại của nó. Còn ở phía trên là con ấu trùng mò trưởng thành. Thì con ấu trùng mò trưởng thành thì nó cũng kích thước cũng nhỏ, khoảng từ 2 đến 3 mm. Nếu không chú ý kỹ thì cũng không quan sát được. Ở dưới đây là con ấu trùng mò ấy. Ban đầu con ấu trùng mò là có thể đã có chứa con Orientia tsutsugamushi. Thì khi mà nó chứa con này thì nếu mà nó đốt các loài động vật này thì nó sẽ truyền con vi khuẩn này vào các loài gặm nhấm như là chuột hoặc là các loài chim. Thì vi khuẩn này ở trong con bò hoặc là trong các động vật này thì nó sẽ không gây bệnh cho những con vật này. Hoặc là ban đầu là con ấu trùng mò này không có vi khuẩn thì nó đốt con chuột hoặc là con chim, trong bản thân hai con này mà có chứa vi khuẩn thì nó sẽ bị nhiễm vi khuẩn, và con mò bị nhiễm vi khuẩn thì nó sẽ không bị bệnh. Rồi nó lớn lên, hoàn thành cái chu kỳ phát triển của nó, thì vi khuẩn Orientia tsutsugamushi này sẽ ở trong cơ thể con mò từ khi ấu trùng mò đến con mò trưởng thành, và sau đó nó đẻ trứng và nở ra các thế hệ mò tiếp theo. Thì các thế hệ mò tiếp theo này trong cơ thể nó là có chứa vi khuẩn Orientia tsutsugamushi. Nếu thì các con mò thì hai con ấu trùng mò ở cả thế sau này nó đốt người hoặc động vật thì nó sẽ truyền vi khuẩn Orientia tsutsugamushi cho người và động vật. Nếu nó truyền cho người thì người sẽ mắc bệnh sốt mò.
và người không được gọi là vật chủ bệnh sốt ngọt. Vì thông thường con người bị bệnh thì họ đi điều trị, nhưng mà họ điều trị thì những con vi khuẩn trong cơ thể người sẽ bị chết hết. Nếu một con mò khác mà đốt con người thì sẽ không có vi khuẩn từ con người truyền sang cho con ấu trùng mò để cho nó đốt lây bệnh cho người khác. Rồi về cái quy trình của bệnh vòng đời của ấu trùng mò và quy trình lây bệnh của bệnh sốt mò, thì bạn nào hỏi chứ nữa nghe. Dạ, thầy nãy thầy kêu thế hệ thứ hai của ấu trùng mò nó mới đấu người, vậy thế hệ thứ nhất là nó không có đấu được thầy ạ. À? À, đột giá thì nào hàng đột được cả ấy. Dạ. Thì ban đầu là cái con mò ấu trùng mò ấy, nếu mà ấu trùng mò này mà hàng có sẵn vi khuẩn thì nó đột người thì nó có thể gây bệnh cho người. Bây giờ còn nếu mà ấu trùng mò này mà ban đầu mà nó chưa có vi khuẩn, ban đầu mà không có vi khuẩn trong người thì hàng đột người nó sẽ không gây bệnh cho người. Mà nếu mà ban đầu mà nó không có vi khuẩn mà hàng đột một con chuột nữa, hoặc là những con chim hoặc là các loài còn những khác mà trong các con vật này mà có chứa có Orientia Sosu Gamoxi, có vi khuẩn đó, thì con ấu trùng mò này sẽ bị nhiễm, sẽ bị nhiễm, có ấu trùng mò này sẽ bị nhiễm vi khuẩn Orientia Sosu Gamoxi. Thì khi nó lớn lên thì con vi khuẩn này cũng có trong cơ thể trưởng của con trưởng thành, và nó đẻ ra các thế hệ sau thì sẽ có nhiễm vi khuẩn Orientia Sosu Gamoxi trong cơ thể những con mò thế hệ sau này. Rồi cả một bạn hỏi con mò trên chỗ mèo thì sao à? Con mò trên chỗ mèo là sao? Con mò này là không phải ở trên cơ thể các động vật này hả? Nó ở trong các bụi cây, nó ở trong bùn đất, chứ không phải ở trên ở trong chỗ mèo. Thấy chưa? Còn bệnh sốt mò này nó có gây bệnh cho chị không chỗ mèo hay không thì mình không rõ ấy. Cái nguồn bệnh của nó là không phải là chỗ mèo, mà các loài gặm nhấm như là chuột này, con thỏ cũng được xếp vào là các loài gặm nhấm, vì không phải cơ thể nào là nó cũng phù hợp với vi khuẩn để nó phát triển ha. Thì ở trên cơ thể những con vật này á thì cái vi khuẩn nó sẽ không gây bệnh cho những con này, nhưng là ở trên cơ thể người á thì nó sẽ gây bệnh cho người. Rồi về nặng thì mời một bạn nào nói cho mình biết là đối tượng nguy cơ, đối tượng nào có nguy cơ cao là dễ mắc bệnh sốt mò. Mời bạn Hà Duy A đi. Rồi những đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh sốt mò là những người làm việc hoặc khi đến những vùng mà có nhiều bụi cây, vùng bùn đất là những nơi mà con mò thường sinh sống, thì những đối tượng nào hề. Rồi mời bạn Hà Duy An, em bật Dạ. cam rồi, bật cam cho bạn thấy mặt em. Dạ. Dạ, thầy là những đối tượng mà đi ở trong nhà ở gần núi. Rồi những sống sinh sống ở gần rừng núi khi nè. Là mình những đối tượng mà mình có đi lên rừng đi 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 thám hiểm hoặc là đi đi chơi. Còn Đi những đối du tượng lịch, mà mình đi du lịch lên rừng núi. Rồi đối tượng nào này? những tiệm là nông dân nữa thế à? Rồi em kể gần đầy đủ rồi ấy. Thì những đối tượng mà làm việc trong môi trường nhiều bùn đất á, giống như nông dân này, đặc biệt là nông dân hả, thì bệnh sốt mò thường hay gặp nhất là ở nông dân. Thứ hai nữa là những người làm công tác về lâm nghiệp, giống như người trồng rừng, kiểm lâm. Thứ ba nữa là những người có tham quan du lịch vào những điều kiện mà có nhiều bụi cây, giống như tham quan du lịch vào và rừng núi như chúng ta ấy, hoặc là khi chúng ta đi phượt á, chúng ta hay dừng chân nghỉ lại ven đường á. Ven đường thì chúng ta hay lựa các bụi cây bụi cỏ để nằm lên ngủ cho sướng hả. Thì đó là điều kiện yếu tố nguy cơ dễ mắc bệnh sốt mò. Và người ta nhận thấy là những người á,
mà sống ở ngoài vùng dịch tễ á, giống như người vùng thành thị á, là những người không ở trong vùng dịch tễ á, mà nếu đi vào vùng dịch tễ của sốt mó thì dễ mắc bệnh hơn những người sống trong vùng dịch tễ. Giống như là hai người đều bị đốt, nhưng người á, ở sống trong vùng dịch tễ á, thì nó lại không có biểu hiện bệnh, còn những người á, mà ở ngoài vùng dịch tễ vào mà bị đốt á, thì có biểu hiện bệnh là bị sao em? Mười bàn làm một bàn nữa. Bạn Lan Thái An. Lan Thái An có không? Ai đã bật máy lên ngủ rồi? Em trả lời đi. Vì sao là những người mà ở ngoài vùng dịch tễ mà đi vào vùng dịch tễ ở bệnh sốt mó là dễ mắc bệnh hơn, dễ biểu hiện bệnh hơn ở những người mà ở trong vùng dịch tễ? Bạn nào biết hè? Làm các bạn nào biết không? Các bạn biết là có thể là bấm vào phần chat của nhóm cũng được nữa. Dạ, giờ thì thầy là em nghĩ là như mấy người ở sống định cư trong ở gần rừng núi thì người ta biết cách để phòng chống mấy ta những con vật cắn gì đó, còn những người mà người ta mới đi lần đầu người ta không có nghiệm nên là dễ bị cắn như vậy. Cũng là một ý hay nữa. Và hai dự án còn nói tới là một ý hay, bạn nói là những người sống trong mùa dịch tệ này á là bị cách phòng chống nên là bị không bị mọt đổ hơn, còn những người mà sống ngoài vùng dịch tệ vào á là không biết vùng họ không 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 bị cách phòng chống nên là dễ bị mọt đổ hơn ha. Nhưng là với điều kiện mà hai người đều bị mọt đốt, bây giờ với điều kiện của mình á là hai người đều bị mọt đốt, nhưng vì sao là những người ở vùng ngoài vùng dịch tễ là bị hiện bệnh, còn những người mà ở trong vùng dịch tễ là ít có hiện bệnh hơn? Rồi mời bạn Nguyễn Công Lợi. Thì thầy là theo em là cái những bệnh nhân những người ở trong cái vùng dịch tễ thì họ thường xuyên bị mò đốt nên là họ có cái miễn dịch đối với cái bệnh đó, còn những người ở ngoài ấy, họ chưa có miễn dịch nên là dễ bị bệnh hơn. Đúng rồi hả, hoàn toàn là đúng rồi hả. Thì thông thường những người mà trong vùng dịch tễ, nếu mà họ bị đốt lần đầu là bị nhiễm lần đầu á, thì họ có thể bị biểu hiện bệnh, nhưng sau đó là cơ thể họ sẽ có kháng thể hả. Thì kháng thể này tồn tại trong vòng khoảng là nó sẽ bị mất đi trong vòng khoảng 1 năm. Nếu mà cùng gặp lại cái chủng Orientia susurgamensis gây ra, còn điều khác chủng á, thì nó có tác dụng bảo vệ trong vòng khoảng 1 tháng. Thì những người sống trong vùng dịch tễ thì lần đầu nếu mà họ nhiễm Urantia susugamaxi thì họ sẽ phát bệnh, nhưng trong vòng 1 năm nếu mà họ nhiễm lại đúng cái chủng nữa thì họ sẽ không phát bệnh nữa, vì trong cơ thể họ đã có miễn dịch. Còn điều kiện mà nếu mà họ không bị đốt thường xuyên ấy, hoặc là họ đi ra khỏi vùng dịch tễ giống sốt rét đi ra khỏi vùng dịch tễ, hoặc là sau hơn 1 năm họ mới bị có mò đốt và bị nhiễm Urantia susugamaxi lại thì họ có thể bị nhiễm bệnh. Nhưng nếu mà họ bị đốt thường xuyên thì hệ miễn dịch duy trì được thường xuyên trong cơ thể họ nên là không biểu hiện bệnh. Về mùa hay gặp của bệnh sốt mò là mùa mưa, thì vào mùa mưa là các con mò là sinh sản đẻ trứng, sinh sản thì nó sẽ tăng cường đột người để phát triển, hoàn thành cái chu kỳ sống của nó. Và khu vực cái vùng gọi là yếu tố nguy cơ của sốt mò là những khu vực nào là con mò thường sinh sống? Thì khu vực con mò thường sinh sống là những khu vực có nhiều bụi rậm, nhiều bùn đất như là vùng sông suối, vùng tiền sông tiền suối, hay là vùng bìa rừng hả? Hoặc là có thể người gần người ta thì có thể gặp là sốt mò có thể gặp ở vì con ấu trùng mò này có thể gặp ở mọi loại địa hình, ở sa mạc cũng có thể có, ở núi cao cũng có thể có, nhưng là tỷ lệ nó thấp hơn. Tỷ lệ cao là vẫn là những vùng mà có nhiều bụi cây và bùn đất, điều kiện môi trường nó ẩm ướt quanh năm, giống như là vùng rừng núi, bìa sông, vùng tiền rừng, bìa núi hả? Hay còn gọi là vùng bản sơn địa.
Đây là bản đồ dịch tễ của bệnh sốt mò. Thì trước đây là người ta nghĩ là bệnh sốt mò này chỉ giới hạn trong cái tam giác Tsushima-oshi. Đây người ta gọi là tam giác Tsushima-oshi, mông vuông màu tím như này. Trước đây họ nghĩ là sốt mò nó chỉ giới hạn đây thôi. Giới hạn đầu tiên ở phía trên này á, là ở phía đông của Nga và phía bắc của Nhật Bản, kéo đến phía bắc của Úc, rồi đến các nước như là Afghanistan này. Đây là Pakistan hả? Trước đây là người ta nghỉ trong vùng màu tím này thôi, tam giác ra Tsushima-oshi này là tam giác của bệnh sốt mò. Nhưng gần đấy, những nghiên cứu gần đấy như người ta cho thấy á, thì những bệnh nhân vào viện mà có triệu chứng sốt ở đây, ở một số nước châu Phi hả, ở một số nước châu Phi này, bệnh nhân vào viện có triệu chứng sốt thì người ta xét nghiệm trong máu á, thì có kháng thể, nên là xét nghiệm máu là có kháng thể chống lại cái con Orentia, thấy chưa? Nên là người ta nghĩ là những người này hiện tại hoặc đã từng nhiễm con Orentia Tsushima này. Thứ hai là cái hình sao này, ở đây là Chile ha, phía nam Chile, và đấy là Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay còn gọi là bản đảo Ả Rập. Thì những bệnh nhân vào viện vì sốt á, ở bản đảo Ả Rập này và Chile này, thì người ta cấy máu và làm PCR thì phát hiện ra là có vi khuẩn Orientia ở trong máu. Thứ ba nữa là các cái ổ vuông màu xanh xanh này, thì đây là Pháp này, đây là có Senegal này và đây là Nam Phi này. Thì người ta lấy dịch trong cơ thể những cái con gặm nhấm ở đấy, như con chuột ấy, người ta làm kỹ thuật gọi là PCR, thì người ta phát hiện ra là có gen của Orientia trong máu của những con động vật này. Vì vậy có thể là cái vùng dịch tễ của sốt mò không chỉ giới hạn trong cái tam giác Tsushima-oshi này nữa, mà có thể là ở châu Phi này, có thể ở Pháp này, hoặc là ở Nam Mỹ nữa. Về cơ chế sinh bệnh là đầu tiên là có ấu trùng mò, nó sẽ bám vào cơ thể. Đầu tiên nó bám vào cơ thể thì vị trí nó hay bám nhất là ở tay và chân, nhưng nó không đủ ở cái vị trí bám đầu tiên, mà nó sẽ tìm ở cái vùng da nào mà nó mềm, ẩm ướt và kín đáo như là vùng nách và vùng bèn. Và 24 giờ sau thì nó bắt đầu đốt. Khi nó đốt tại cái vị trí bị đốt nó sẽ tiết ra một chất đó là protein ASA ấy, là nó sẽ lý giải protein tạo thành một chất dịch lỏng và đó là hút. Đồng thời nó sẽ tiết vi khuẩn Orentia tsushima-oshi vào vị trí bị đốt, thì vi khuẩn nó sẽ tăng sinh tại cái vị trí tổn thương. Sau đó tại vị trí tổn thương nó sẽ tạo thành hình dạng nhạc sẩn, sau đó dạng loét và hoại tử, và cuối cùng là nó sẽ đóng vảy và có biểu hiện của hạch lympho nổi. Rồi vi khuẩn nó sẽ đi vào trong máu, nó gắn vào tế bào nội bộ của mạch máu và nhân lên ở trong bào tương, rồi kích hoạt quá trình thịt bào. Sau khi kích hoạt quá trình thịt bào thì nó sẽ không bị thịt bào mà nó trốn thoát khỏi quá trình thịt bào và trốn thoát khỏi là nó xuyên qua tế bào nội bộ mạch máu và phân tản ra các cơ quan trong cơ thể và kích thích một đạo miễn dịch mà sản xuất ra các chất cytokine, interleukin 6, interleukin 1 vì là tiêu chuẩn sốt, rồi một số cytokine khác nữa gây viêm hoại tử tế bào cơ. Chúng ta sẽ thấy đau cơ, hay bệnh nhân sẽ đau cơ, đau đầu nhiều. Rồi sau đó sau khi cơ thể bị nhiễm bệnh thì cơ thể mình sẽ sản xuất ra kháng thể giúp bảo vệ trong lần tiếp theo, nhưng là kháng thể đối với sốt mò thì nó tồn tại trong thời gian ngắn, thông thường thì khoảng 1 năm nó sẽ mất đối với côn trùng, còn bảo vệ chéo thì thời gian ngắn hơn là khoảng trong vòng 1 tháng. Rồi cái phần này các bạn đã hỏi gì nữa không? Đây là sơ đồ diễn tiến các triệu chứng tăng mình sốt mò. Đây là triệu chứng khởi phát được tính từ lúc là bệnh nhân là có cơn sốt đầu tiên. Thì thông thường mà triệu chứng khởi phát còn ngày không này là được tính là từ lúc là bị ấu trùng mò đốt và truyền vi khuẩn Orientia tsushima-oshi vào vị trí vết thương. Thì khoảng thời gian của bệnh là khoảng ngắn nhất là khoảng 7 ngày ha.
Và trước khi bệnh nhân sốt thì chúng ta thấy là tổn thương mà dạng nốt loét đã có trước khi bệnh nhân sốt. Rồi sau đó là bệnh nhân bắt đầu xuất hiện sốt, rồi phát ban ở da thì xuất hiện sau sốt khoảng 2 đến 3 ngày. Còn kháng thể thường xuất hiện trong máu mà để mình định lượng được sau ngày thứ 7. Còn bình thường thì nó có thể xuất hiện từ ngày thứ 5, ý ra có thể xuất hiện từ ngày thứ 5, nhưng mà nồng độ lúc này là chưa đủ cao để máy phát hiện được, nên cần 6-7 ngày mới phát hiện được. Vậy nếu bệnh nhân sốt màu vàng mà mình làm kháng thể trong 7 ngày đầu của sốt thì có thể là kháng thể nó âm tính. Thế trong 7 ngày đầu thì vi khuẩn nó sẽ có trong máu hoặc là trong tổn thương vết loét, thì lúc đó thì mình chỉ cần làm PCR này. PCR có thể dương tính trong trong vòng 11 ngày khi bệnh nhân bắt đầu sốt. Thì từ ngày 0 đến ngày 7 thì để mà chẩn đoán xác định thì chúng ta cần làm PCR, chúng ta có thể lấy dịch ở máu hoặc là dịch ở vị trí tổn thương để phát hiện DNA của vi khuẩn. Còn vì sao là không nuôi cấy? Vì vi khuẩn Borrelia tuberculosis là vi khuẩn nội bào, nên là môi trường nuôi cấy đòi hỏi là môi trường nuôi cấy nội bào là rất khó khăn. Thứ hai nữa là nó mọc chậm, phải mất vài tuần mới có kết quả. Vì vậy nếu mà nuôi cấy, thứ nhất là cần phải đòi hỏi phương tiện kỹ thuật cao, thứ hai là mất vài tuần, mà vài tuần sau thì bệnh nhân đã lành rồi, hoặc là bệnh nhân có biến chứng nặng hoặc có thể tử vong rồi, nên là không có ý nghĩa, chỉ có ý nghĩa trong những trường hợp của mình nghiên cứu khoa học. Thì bệnh diễn tiến là qua 4 giai đoạn. Cái đầu tiên là ủ bệnh, sau đó khởi phát, rồi đến toàn phát và đến phục hồi. Về ủ bệnh được tính từ lúc là vi khuẩn con mò đột mình, là vi khuẩn truyền vào vị trí vết đốt cho đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Thì thời gian ủ bệnh của nó là từ 7 đến 15 ngày. Chứ 7 đến 15 ngày. Chúng ta biết về thời gian ủ bệnh nên để chúng ta hỏi nhá, trong một tuần vừa rồi thì bệnh nhân có đi, nếu mà bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ thì quá rõ rồi nhá, còn nếu mà bệnh nhân mà không sống trong vùng dịch tễ thì mình hỏi trong vòng khoảng 2 tuần vừa rồi là có đi đến đi chơi chỗ không, đi chơi rừng núi, có ngủ lại bụi cây ven đường hay không, có la làm vườn, có làm vườn hay không. Một số bệnh nhân nếu mà mình không biết được cái thời gian ủ bệnh này, một số bệnh nhân nằm viện 1 tháng rồi vì một bệnh chỉ đó bệnh tim mạch hay bệnh chỉ đó chứ bệnh nhân sốt, sốt mà điều trị các nguyên nhân khác không lành, thì có nhiều bác sĩ là hoặc là mình là chẩn đoán sốt mò là sai nhé. Sốt mò thời gian ủ bệnh là khoảng 15 ngày thôi, nếu mà họ họ mà nằm viện trên 1 tháng mà họ phát một cái bệnh nào đó thì không phải là bệnh sốt mò nữa, vì đã quá thời gian ủ bệnh của nó rồi. Thì trong thời gian ủ bệnh này, nếu mà mình thăm khám hoặc là một vụ bệnh nhân có thể là vô tình có thể nhìn thấy nốt phòng nước là một đầu hoặc là sẹo đỏ tại vị trí có ổ trùng mò đốt. Vì do là cái tổn thương này là nó không đau không ngứa nên là bệnh nhân sẽ không để ý. Thứ hai nữa là tổn thương ở thường thường ở vị trí kín đáo như là vùng nách, vùng bèn hoặc là vùng ngực, bệnh nhân không quan sát được nên bệnh nhân sẽ không để ý. Sau khoảng 2 tuần thì bắt đầu bệnh nhân sẽ bắt đầu bị là sốt. Sốt là báo hiệu thời kỳ khởi phát. Thì bệnh nhân sẽ có hội chứng nhiễm trùng. Trong bệnh mặc dù hẳn là vi khuẩn nhưng là biểu hiện nhiễm trùng, hội chứng nhiễm trùng của nó là gồm các triệu chứng là tương tự như là nhiễm virus. Rồi mời một bạn tiếp theo. Hội chứng nhiễm trùng, ở đây là con sốt mò này là có biểu hiện là gần gần giống như hội chứng nhiễm virus. Mời bạn Đào Hữu An. Ai chị A là năm đầu tiên mình bị gọi hoài luôn hả? Đào Hữu An. Alo. Ừ, rồi em hãy điều kể các triệu chứng trong hội chứng virus. Là các triệu chứng đó hội chứng nhiễm là bệnh nhân đang có sốt. Sốt liên tục, cái sốt từng cơn. Là mình bình thường sẽ là Sốt trong gì được cái sốt liên tục hay sốt từng cơn? nhà là thương sụt cứng cớn à sụt liên tục đấy
Ngoài sụp liên tục đó thì mình nhưng ngon còn các triệu chứng nào nữa? Biểu hiện như là viêm viêm lòng đường hô Viêm đường hô hấp dành cho những con virus nó lấy qua đường hấp ấy. hấp. Kia nó lấy qua đường hấp nó dẫn lên tại vì một đường hấp trên nó kích thích nó gây ra viêm lòng đường hấp trên, và có nên là do nó đột tại vị trí tổn thương mà nó sau nó đi vào trong máu mà. Rồi cảm ơn em. Thì trong sụp mô này mặc dù là nó vi khuẩn nhưng nó có một số triệu chứng là giống như nhiễm virus, nên là mình có thể nhầm tưởng với là bệnh nhân đang nhiễm virus, như là bệnh nhân sẽ sốt cao và liên tục, sốt cao liên tục, đau người, đau mỏi toàn thân nhiều, bệnh nhân đặc biệt là đau cơ nhiều. Đau cơ nhiều thì có thể mình thường nghĩ đến là do những con sóng khuẩn như là Leptospira này, thì bệnh nhân sốt cao liên tục gặp ở trong mùa sốt xuất huyết nữa thì có nhiều, có thể là mình nghĩ đến sốt xuất huyết. Rồi bệnh nhân đau đầu, đau đầu nếu mình khá cũng kỹ nghe bệnh nhân đau đầu cũng phải cho buồn nôn, là mình có thể nghĩ đến là viêm màng não, vì cảm kỹ hay khá của bệnh nhân có dấu cứng cổ hay không, hay dấu kẹt nick hay là Purkinje trên dưới hay không. Nếu bệnh nhân có mà nghi ngờ viêm màng não thì cần chụp chụp não tủy. Rồi ngoài ra bệnh nhân có thể chán ăn, có thể kèm theo thêm các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa hơn. Đặc biệt là sốt, sốt tăng, sốt mò, sốt cao liên tục. Thông thường thì bệnh nhân sốt, nếu bệnh nhân sốt vài ngày đầu thì họ thường nghĩ đến là virus, rồi họ thấy sốt không đỡ, họ đi mua thuốc uống, uống cũng thấy không đỡ, vô bệnh viện huyện á, bệnh viện huyện thì bệnh nhân sốt cao liên tục như nữa, làm ra bạch cầu thì bạch cầu máu bình thường, thông thường là bạch cầu máu trong một sốt mò là bình thường hả. Thì ban đầu cũng nghĩ virus, rồi sang nghĩ virus đang bị một tuần rồi mà không không hạ sốt, thì bắt đầu sử dụng kháng sinh. Thông thường thì mình hay dùng kháng sinh là beta lactam là nhiều nhất. Nếu bệnh nhân đi ra các quầy thuốc mới thì họ có thể cho là amoxicillin hoặc là cefuroxim, uống không đỡ vô bệnh viện huyện, rồi thấy dùng thuốc viêm uống không đỡ họ cho tiếp là thuốc tĩnh mạch đi, giống như là ceftriaxone hoặc cefotaxime cũng không đỡ, rồi bệnh nhân thấy nhiều ngày không đỡ, rồi sẽ bắt đầu mà chuyển lên mình. Thông thường mà bệnh nhân vô mình á, vô bệnh viện tuyến trung ương này này là thường thường là sốt trên 7 ngày rồi. Nếu vô mình khám kỹ thì có thể phát hiện bệnh sốt mò và chỉ cần cho thuốc trong vòng 24 giờ sau thì bệnh nhân là hết sốt. Đến giai kỳ toàn đến giai đoạn toàn phát thì bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng là điển hình hơn, thì các triệu chứng điển hình trong bệnh sốt mò là vết loét, nổi ban ở da và niêm mạc và nổi hạch. Thì vết loét nó sẽ xuất hiện tại vị trí ở trung mò đốt, và thông thường thì con mò sẽ đốt ở người thì thường thường nó sẽ đốt một vết thôi, còn nếu mà người mà bị nhiễm bị nhiều con bám vào thì có thể đốt nhiều nốt, nhưng thông thường trên lâm sàng mình thấy thì chỉ có một nốt. Thì vết loét này nó sẽ không đau và không ngứa, bây giờ do trong quá trình đốt á, thì con vi khuẩn này á, có con ở trung mô nó sẽ tiết một số chất phóng bể thần kinh, nên là tại vị trí nút loét bệnh nhân sẽ không cảm thấy đau và không thể ngứa. Nên khi hỏi bệnh nhân ở trên người có vết loét nào không thì họ sẽ không biết, mô hình họ thường trả lời là không, không biết, không có, nên mình phải tìm. Thì ban đầu là nút loét là dạng sẫm, sau đó nó chứa dịch trong và nó hoại tử ở trung tâm, sau đó nó vỡ ra tạo thành một nút loét, sau đó nút loét nó sẽ đóng vẻ đen. Bình thường bệnh nhân hay vô viện mình hay gặp này, thông thường nó sẽ vô viện ở tình trạng động vẻ đen này, còn những ngày đầu á thì bệnh nhân không sốt, vì ruột loét nó xuất hiện trước khi mà bệnh nhân có sốt, thì không sốt thì ai vô viện làm gì cả, hay không có triệu chứng thì ai vô viện cả. Thì khi họ vô mình á thì khi đã có sốt rồi, thì ruột loét này đã tồn tại một thời gian rồi thì nó thường thường là nó sẽ động vẻ đen, vô viện mình hay gặp là động vẻ đen vân trung, rồi khi mà vẻ đen này nó bóng ra thì nó để lộ một vết loét đầy nông và sạch, và do đây là vi khuẩn nội bào nên nó sẽ tại cái vị trí, mặc dù tại vị trí cái nụ lẹt này á, là có vi khuẩn nó tăng sinh nữa, nó phát triển ở đây, nhưng đây là vi khuẩn nội bào nên nó không sẽ không kích thích các bạch cầu, những bạch cầu đa nhân tung tiến tới ấy nhá, nên là sẽ không có mủ ở đây, không có mủ, vết lẹt không đau không ngứa và không chảy mủ. Nếu mà vết lẹt nó có mủ sao, rồi mời bạn nào trả lời.
À, giả sử mà em đi khám á, một bệnh nhân vào viện có sốt, sốt đến 7 ngày rồi. Mình nghi ngờ sốt mò đó mà tự nhiên chỉ khám vết loét đó, còn chảy mủ chảy ra. À, mà mình khác là nói là vết loét trong mình sốt mò là không có mủ thì mình cần nghĩ đến gì? Rồi nhiều bà chẩn đoán là bội nhiễm, có bà chẩn đoán là vi bội nhiễm vi khuẩn khác. Đúng rồi hả? Thì nếu mà vết loét có mủ thì mình đặt ra hai có thể là hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là có thể là đây là không phải là vi khuẩn Oreantia tsutsugamushi mà đây là vết loét. Tổn thương này là do vi khuẩn khác. Thứ hai là đây là vết loét trong người sụt mò nhưng nó bồi nhiễm các vi khuẩn khác. Đặc biệt trên da thì mình hay gặp là bồi nhiễm, có thể gặp liên cầu, tụ cầu, sinh mủ. Nhưng thông thường với những bộ viện của mình á, anh đi làm đây là 4 năm rồi nhá, thì thông thường á, mình hay gặp nó loét dạng đen này này và khô, không chảy mủ, không đau, không ngứa và mình phải tự tìm. Thường thường hỏi bệnh nhân sẽ không biết đâu hả. Nhưng ở ngực thì bệnh nhân sẽ không thấy rồi nữa, ở sau tai thì bệnh nhân sẽ không thấy, ở bèn nếu bệnh nhân không khám kỹ thì bệnh nhân sẽ không biết nữa. Ngoài vết loét này ở bệnh nhân này là có chân nữa, đây có ban, ban ở vùng ngực và bụng này. Đầu tiên là tổn thương đột loét sau khi sổ 3 ngày. Sau khi sổ 3 ngày thì bệnh nhân vô viện mình đột loét đã là đặng về đen rồi. Và khoảng 20 ngày sau cái sốt thì tổn thương nụt lệch hoại tử này nó sẽ lành. Mà khi mà nó lành á, thì nó sẽ để lại một vùng tăng sắc tố ở da. Khi chúng ta học ở bệnh thủy đậu á, thì khi mà tổn thương trong bệnh thủy đậu mà lành á, thì để lại một giảm sắc tố. Rồi sau vài tuần thì trở về bình thường, còn trong sốt mò thì nó để lại một vết tăng sắc tố ở da rồi sau đó trở về màu sắc da bình thường. Vị trí nụt lệch thường gặp nhất đó là vùng bèn và sinh dục. Vùng bèn và sinh dục. Vì vậy là khi mà mình nghi ngờ là mình sốt mò và nhân vào viện vì sốt cao liên tục, điều trị thường dưới nhiều đợt rồi không lành, giờ mình khám nó có hạch. Mình hỏi bệnh nhân là có vết loét hay không, thì nhiều bệnh nhân sẽ nói là không biết hoặc là không có, thì mình cần phải khám kỹ vùng bèn và sinh dục. Rồi sau đó mình khám vùng, có thể khám vùng nách, vùng cổ, niệm lăng vú, khám sau lưng nữa. Thì vùng bèn và sinh dục này á, nếu mà mình sinh viên nam hay khám các bệnh nhân nam thì mình khám dễ dàng hả, về bệnh nhân bộc lộ quần xuống rồi khám vùng bèn sinh dục xong rồi mình khám ở biểu bệnh nhân rồi có nhiều vết loét nằm vị trí kỹ hơn, nằm ở rìa hậu môn này rồi là bệnh nhân nó ấp lại rồi mình khám kỹ ở vùng ở sau rìa hậu môn rồi có vết loét hay không. Còn nếu mà mình sinh viên nam thì mình gặp bệnh nhân nữ mà mình muốn tìm có vết loét hay không thì mình nhờ mấy bạn nữ ở khám hoặc là mình nói bệnh nhân và người nhà là khi đi vệ sinh kiểm tra kỹ vết loét ở vùng bèn sinh dục, vùng vùng ngực, vùng nách. Thông thường anh ấy sẽ khám theo kiểu là anh sẽ khám hạch trước, khám hạch trước. Nếu hạch mà nổi ở vùng nào nhiều á, thì cái vùng đó là sẽ mình sẽ nghĩ tìm kỹ hơn ở vết loét ở vùng đó. Nhắc lại trong bệnh sốt mò thì cái vị trí mò thường hay đột nhất đó là vùng bèn và sinh dục. Rồi mời một bạn là mô tả bạn trong bệnh sốt mò. Mời bạn Trương Duy Bảo. À, có em ạ. Ừ, rồi em thấy bán này hả, em mô tả là về vị trí này, Dạ. hình dạng. Thế thì là ban này là ban dạng sảnh Ừ, đúng rồi. lan tỏa ở vùng ngực bụng trên tay chân này. Ừ, được, bán đây là ban dạng trên đấy. Hay là chúng tập trung nhiều sẵn là tạo thành đá có thể. Bạn này là hung ban nhà sệt á, mấy cái ban mà to hung ban nhà sệt là nó do là sung huyết nha. Đi đè vào mất ông bạn này là bạn chứ đấy. Bạn mà khi mình đè vào cũng mất tự gọi là bạn chứ. Dạ, bằng số khuyết. Ừ, đây là ban xuất huyết nữa. Dạ. Ban xuất huyết này. Ban xuất huyết này thường gặp rất nhiều trường hợp bệnh nặng á, có giảm thì giảm được cơ nặng ha, có thể dẫn đến xuất huyết ở da. Rồi cảm ơn em Dạ. hả? Bạn trả lời rất tốt. Thì khoảng 50% bệnh nhân sốt mò vào viện thì mình có thể tìm thấy ban.
nó bám trong hình sụp mô là mọc đầu tiên là vúng ngực và bụng hả? Ngực và bụng. Để khi bệnh nhân vào viện thì mình hỏi là bám mọc đầu tiên ở đâu, nếu bệnh nó là mọc đầu tiên ở ngực bụng thì bắt đầu nghi ngờ hình sụp mô rồi, thì mình khám là bám thường là bám dạng sừng, không ngứa, không đau, không chảy mũ. À, nó khác với các bác ban khác. Trong ban mình học thủy đầu á, là ban sẽ còn ngứa, bệnh nhân sẽ còn ngứa nhiều hoặc ít. Và còn trong sụt mò thì ban sẽ không ngứa và ban dạng sừng. Ban dạng sừng này giúp chúng ta phân biệt cái ban trong ban trong bình sụt sụt đáng ghi. Sụt sụt đáng ghi thường ban là các chứng xuất huyết. Còn trong sụt mò là ban dạng hồng ban dạng sừng, là hồng ban nhưng nó có nổi gơ trên bề mặt mặt da nên gọi là dạng sừng. Một số trường hợp ít rất hiếm là có thể là gặp ban dạng xuất huyết. Ban xuất huyết thường gặp trong trường hợp nặng có giãn tiểu cầu. Ban là khi mất thì nó sẽ không để lại dấu vết. Một đặc điểm nữa để phân biệt giữa bệnh sởi, khi ban trong sởi nó mất, ban sởi thì mọc ra từ trên xuống dưới, còn đây là mọc ở bụng. Và thứ hai nữa, ban trong sởi là khi mất là thường để lại các dấu vết. Còn bạn sụt mò khi mất thì không để lại vết. Và hạch, hầu như 100% bệnh nhân sụt mò vào viện đều có hạch. Vết loét thì có thể là bệnh nhân vào viện buồn thì mình vết loét đã lành, hoặc là vết loét ở vị trí khó mình tìm không ra, hoặc là mình tìm không kỹ, hoặc là khi bệnh nhân vào viện buồn thì tổn thương vết loét đã không còn điển hình nữa, mình thường bỏ qua. Nhưng hạch là lúc nó có, nếu khám kỹ thì hầu như 100% là có hạch. Thì đầu tiên là không những bệnh sốt mò, bệnh nhiễm khuẩn nào cả, bệnh nhân có sốt, nói chung là mình có sốt thì mình nghi ngờ bệnh do nhiễm trùng, thì mình bắt buộc là phải khám hạch ngoài vi. Còn trong sốt mò thì hầu như 100% là có nổi hạch ngoài vi. Thì đầu tiên thì khi hạch dễ khám nhất đó là hạch cổ. Hạch mà dễ khám nhất là hạch cổ hả? Hạch cổ thì mình được khám ở dọc sau cơ ức đồng trụng này, dọc sau cơ ức đồng trụng mình rất dễ khám được có ấy. Nếu có thì cần phải hỏi họ là hạch có lâu chưa, lỡ là hạch gì họ có từ nhỏ sao ấy, hoặc là họ có cách đây vài tháng rồi sao ấy. Còn nếu họ nói là hạch tim mới nổi thì mình nghi ngờ nó liên quan đến cái đợt nhiễm trùng lần này. Rồi khám thường trong sụt mò thì hạch sẽ đau nhẹ, di động và sẽ bừa rõ và sẽ nổi hai bên. Nếu mà có hạch cổ thì mình khám tiếp hạch nách. Hạch nách thường khó khám hơn, nhưng khám kỹ thì khám vẫn được. Rồi có tiệp hạch nách, khám tiệp hạch bén, khám hạch bén hai bên trong sụt mò thì hầu như lâu dần khám á, phát hiện bệnh sụt mò thường thường là sẽ nổi hạch toàn thân, hạch nào có hết, hạch cổ cũng có, hạch nách có, hạch bén có. Nếu mà hạch cổ nhiều thì mình nghi ngờ là nó sẽ tổn thương là cái vùng đầu mặt cổ nha. Hạch vùng là giúp mình chỉ điểm tìm vết loét. Nếu hạch nào nhiều hơn thì mình sẽ chỉ điểm chỗ mình nghĩ đến là cái vị trí nhiễm trùng ở gần đó là nhiều hơn. Giống như là hạch cổ là nó giống như một cái trạm kiểm soát hay là một cái đồn biên phòng là phụ trách cho cái khu vực đầu mặt cổ này. Nếu mà nó nổi hạch ở đây nhiều thì mình kiểm tra kỹ ở sau tai, ở đường chân tóc có vị trí vết loét hay không. Rồi nếu mình khám hạch lách nhiều hơn, hạch lách rất nhiều thì mình tìm coi ở chỉ trên có không này. Rồi vùng ngực bụng, hay đặc biệt là phụ nữ, đặc biệt phụ nữ lớn tuổi á thì cái vú của họ là hay nằm dưới cái nếp lăng vú á. Nếu mà mình không thương nó kỹ á thì thường là mình sẽ bị bỏ sót. Vì vậy ở phụ nữ thì mình khi khám thì nó họ là nâng vú lên hả, mình kiểm tra ở dưới nếp lăng vú đây, dưới nếp lăng vú này coi có bị bệnh hay không. Rồi nếu mà mình gặp hạch bén nhiều đau mà bệnh nhân kêu hạch bén là bệnh nhân thường hay biết á, nếu mà nổi hạch bén lên thì bệnh nhân biết liền á, bệnh nhân đi có cảm giác vướng và thường đau là bệnh nhân khai là có hạch bén. Mình khám kỹ hạch bén, nếu hạch bén hai bên nhiều thì mình khám ở vùng bén sinh dục, đặc biệt là vùng rìa hậu môn, rồi khám ở vùng khoeo hả, ở vùng chi dưới có tìm thấy vết loét hay không. Nếu có vết loét thì mình tìm kỹ có tổn thương khác hay không, lỡ bệnh nhân có tổn thương xây xước da tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào tạo ra đợt nhiễm trùng lần này hả. Đây là trong của bệnh nhiễm trùng thì mình bắt buộc là phải khám hạch. Khám hạch giúp mình là có thể là định khu được cái vị trí tổn thương ban đầu và có thể tìm được cái đường vào của nhiễm trùng. Còn trong bệnh sụt mò thì hầu như 100% sẽ có nổi hạch. Còn nếu một bệnh sụt mò thì không có nổi hạch thì mình cần coi là mình chẩn đoán sai hay không. Có nhiều trường hợp bệnh nhân vô viện mình tìm không có vết loét
Rồi bang thì bang phải khi nào còn có ấy, 50% có thôi, hai người thì có người có thôi, nhưng có hạch kèm với bệnh nhân sốt kéo dài ở tuần trước là điều trị vài ngày rồi mà không được, thì lần này chỉ cần có hạch thôi, điều trị ngay doxycycline liền ấy, điều trị liền ngay thuốc sốt mau liền. Nếu mà bệnh nhân trong vòng 24 giờ mà bệnh nhân hết sốt thì có thể chẩn đoán là bệnh sốt mau hoặc là các bệnh giống dyspepsia khác. Nếu mình không điều trị hả, thì khoảng 2 đến 3 tuần sau thì các triệu bệnh sẽ tự giải hạn và các triệu chứng sẽ phục hồi dần nữa. Những ai để mà sốt đến 21 ngày cả. Còn nếu mà mình điều trị đúng với kháng sinh thì thông thường khoảng 48 giờ sau khi dùng kháng sinh thì bệnh nhân sẽ hết sốt, tình trạng khỏe hơn, giảm đau đầu, giảm buồn nôn, giảm đau cơ. Nhưng mình thấy tiền lâm sàng khoảng 24 giờ thôi nhé, buổi sáng này cho thuốc thì sáng mai lại thì họ bệnh nhân hết sốt rồi, bệnh nhân khỏe rồi. Thường là bệnh nhân khi bệnh nhân khỏe thì bệnh nhân thường đòi về, nhưng là phải điều trị bắt buộc là phải điều trị đủ liều kháng sinh. Vì thuốc của mình đây là doxycycline thuộc nhóm tetracycline, đây là nhóm kim khuẩn hả, mình điều thế là mình kim kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn thôi. Nếu mà điều trị thời gian ngắn mà bệnh nhân ra viện liền thì vi khuẩn có thể tái hoạt trở lại, tái phát bệnh. Nên là khi để điều trị thì phải điều trị cho đủ liệu trình. Một số trường hợp nặng thì có thể gây tử vong ấy, nhưng là thường ở Huế này thường hay gặp ở các nhà hay sao ạ, mà thông thường thấy là điều trị doxycycline cái là bệnh nhân đỡ liền, chứ trường hợp nào là gặp các biến chứng nặng và dẫn đến tử vong. Một số biến chứng là có thể gặp, một số bệnh nhân là có thể tổn thương thận cấp thì bệnh nhân sẽ thiếu níu, vô níu, rồi làm xét nghiệm ra có urea tăng cao trong máu. Viêm phổi trong sốt mò thì cũng giống như là trong các bệnh nhà viêm phổi không điển hình khác giống như là mycoplasma hay là chlamydia là thường hay tổn thương phổi kẽ. Thì nếu một nhân tổn thương phổi kẽ thì mình nghe phổi sẽ không có sẽ không nghe được ra nha. Yeah. Thì chụp X-quang phổi thì có hình ảnh tổn thương dạng nốt và dạng kẽ. Mạch nhiệt phân ly giống như thương hàn ấy, trong sốt mò cũng có triệu chứng mạch nhiệt phân ly. Mạch nhiệt phân ly trong những trường hợp mà có nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương hả? Nhiễm độc hả? Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương thì gây ra tình trạng mạch nhiệt phân ly. Mạch nhiệt phân ly được chẩn đoán như thế nào? Khi bình thường, một người bình thường khi mà nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì mạch thường tăng thêm 10 nhịp. Nếu mà nhiệt mà tăng thêm 1 độ mà mạch mà không tăng thêm 10 nhịp thì gọi là mạch nhiệt phân ly. Mình vào viện mình khám thì bệnh nhân sốt 39 39 40 độ C nhưng mạch cứ 70 80 thì trường hợp đó là mạch chậm so với nhiệt, có thể chẩn đoán là mạch nhiệt phân ly. Thông thường mạch của họ là 39 40 độ C, thông thường mạch trên 100 rồi nhá. Rồi ngoài ra có các biến chứng như là viêm não và viêm màng não, viêm não và viêm màng não. Nếu bệnh nhân có viêm não thì sẽ có các triệu chứng tổn thương não, có các triệu chứng khiếm khuyết thần kinh khu trú như là có thể là liệt mặt này, yếu trí, có thể yếu là một bên hoặc là sụp mí mắt, rồi có thể là giảm trí giác giảm. Còn viêm màng não thì mình sẽ đau đầu nhiều có hội chứng màng não, có nôn mửa, cảm giác giống như là cứng cổ, thường là dương tính hoặc là kẹt nít Bruzinski trên dưới. Thì cần chẩn đoán thì mình chọc dịch não tụy, nếu chọc dịch não tụy mà thường trên 10 tế bào thì mình có thể chẩn đoán là viêm màng não. Nếu mà những kết hợp thêm các triệu chứng của viêm não nữa chúng như trí giác giảm hoặc là yếu liệt ở bộ phận nào đó thì chẩn đoán kết hợp là viêm não màng não, tràn dịch màng ngoài tim hoặc viêm cơ tim. Nếu bệnh nhân có tràn dịch màng ngoài tim thì khi khám thì đo huyết áp thì huyết áp sẽ tụt hoặc là sốc, sốc rồi áp lực tim mạch chủ dưới sẽ tăng, thế nên nên là có thể có tim mạch cổ nổi, gan lớn và đau, nghe tim thì tiếng tim mơ, chụp chụp phim phim ngực thẳng thì thấy là hình ảnh của bóng tim lớn. Về biến chứng và tỷ lệ tử vong phụ thuộc vào là độc lực, phụ thuộc vào chủng lưu hành hay còn gọi là độc lực của vi khuẩn lưu hành tại cái địa phương đó. Ở Việt Nam mặc dù chúng ta thấy là cơ sở khả năng ấy về trình độ y tế, cơ sở vật chất của mình là kém xa so với Nhật, nhưng tỷ lệ tử vong của mình là được 1%.
Còn Nhật mặc dù nó hiện đại, nó giàu có, y học nó còn hiện đại hơn mình, nhưng mà tỷ lệ tử vong của nó từ 20 đến 60%, mặc dù bệnh nhân đã được điều trị tích cực ha. Vì vậy người ta nghĩ là do là độc lực của từng chủng vi khuẩn nó khác nhau. Ở Việt Nam thì có thể gặp là chủng độc lực thấp, còn Nhật là có thể gặp chủng độc lực cao hơn. Về cận lâm sàng khi bệnh nhân vào viện thì cận lâm sàng cơ bản nhất mình thường làm là công thức máu. Thì công thức máu trong sụt mò thì thường nó bạch cầu là bình thường, tiểu cầu cũng bình thường. Nếu tiểu cầu giảm trong những trường hợp mà bệnh nặng thì có thể tiểu cầu giảm thì có thể kèm ra xuất huyết hoặc là ban xuất huyết ở da. Về sinh hóa máu thì bệnh nhân có tổn thương gan thì mình làm đã ALT và ALT tăng cao. Nếu bệnh nhân không có tổn thương gan mà có tổn thương cơ thôi ấy, có tiểu cơ phân, tổn thương đau cơ, đau mỏi cơ ha, hoặc là viêm cơ tim hoặc là viêm não thì mình làm ra thì có ALT tăng cao này. Vì ALT là có ở cơ vân, cơ tim, ở gan, ở não ấy, có ALT là chủ yếu là có ở gan. Nếu có suy gan kèm theo thì bilirubin sẽ tăng, hoặc là viêm gan ấy. Nếu viêm gan thông thường, viêm gan cấp thì nó sẽ các tế bào gan nó sẽ to ra, nó che đậy các vi khuẩn mực thì sẽ dẫn đến là tăng bilirubin trong máu, bệnh nhân có thể có vàng da. Nếu có tổn thương thận cấp thì creatinine máu sẽ tăng. Về chẩn đoán, để chẩn đoán xác định thì cần phải mình xét nghiệm tìm kháng thể của virus của vi khuẩn trong máu. Nếu có IgM của vi khuẩn trong máu thì có thể chẩn đoán xác định. Thì IgM này thường mà để chẩn đoán dương tính thì sau khi sụt khoảng 7 ngày. Còn IgG, nếu có IgG dương tính thì chưa thể nói được ấy, thì có thể là IgG của đợt này hoặc là IgG của đợt trước. Và lần này bệnh nhân có thể là sụt do nguyên nhân khác. Vì vậy nếu IgG dương tính thì mình cần làm lại sau 14 ngày. Nếu hiệu giá kháng thể nó cao gấp 4 lần lần đầu tiên thì có thể chẩn đoán đợt này là bệnh nhân mắc bệnh sụt máu. Còn nếu bệnh nhân vào viện sớm ấy, họ mới sụt chưa được 7 ngày thì thường thường là IgM và IgG nó sẽ âm tính. Thì mình làm PCR. PCR ở đây là mình để kết quả PCR có kết quả cao ấy, thì mình lấy dịch, mình lấy cái mẫu bệnh ở tổn thương nội loét có khả năng là tìm ra DNA của vi khuẩn là cao hơn, hoặc là mình lấy máu để phát hiện DNA của vi khuẩn trong máu. Còn nuôi cấy thì chỉ dành cho những nơi có điều kiện cơ sở vật chất tốt hả? Vì đây là vi khuẩn nội bào, nó khác với các vi khuẩn thông thường. Nếu như các vi khuẩn liên cầu tụ cầu thì chỉ cần môi trường ngoại bào là nó có thể phát triển rồi. Mình cho đồ ăn thức ăn đồ còn nó vào ấy thì nó có thể là từ tổng hợp thức ăn, từ tổng hợp chất dinh dưỡng để sinh sôi nảy nở ra. Còn con này là phải có môi trường tế bào để nó nhân lên. Và thứ hai nữa là nó thường mọc chậm, thường mất vài tuần, nên thông thường trên lâm sàng thì không có ai nuôi cấy cả. Nuôi cấy chỉ dành cho những trường hợp nghiên cứu hả? Trường hợp nghiên cứu khoa học. Còn mình hay gặp nhất đó là huyết thanh chẩn đoán và PCR. Huyết thanh chẩn đoán là dành cho những trường hợp mà bệnh nhân sụt trên 7 ngày, còn PCR dành cho trường hợp như bệnh nhân vào viện sớm. Về chẩn đoán thì dựa vào dịch tễ và lâm sàng và cực lâm sàng. Thì dịch tễ thì bệnh nhân sinh sống ở những nơi mà có nhiều ở bụi cây, hoặc là những nơi bệnh nhân làm nông nghiệp, hoặc là bệnh nhân có 2 tuần gần đây là bệnh nhân có đi chơi du lịch vào những vùng dịch tễ của sụt mò. Cảm thì bệnh nhân thông thường bệnh nhân vô miên là sụt kéo dài, sụt liên tục. Nếu mà làm ở bệnh viện trung ương thì thường thường bệnh nhân vào viện mình là thường thường sụt đến 7 ngày là họ điều trị tại trung huyện. Bắt lâu không đỡ mà khi nào bắt nó nôn ha, đòi chuyển viện, bắt đầu mới chuyển lên viện lên mình. Và tổn thương mà điển hình nhất trong bệnh sụt mò là tìm tìm thấy vết loét. Nếu mà có vết loét thì là hầu như chắc chắn đó là bệnh sụt mò, nếu kết hợp thêm nó sụt cao liên tục nữa. Còn nếu mà sụt giả sử như vết loét mà không do sụt mò mà do các vi khuẩn thông thường khác thì thường thường là sụt từng cơn ha. Rồi hạch, hạch là giúp mình định khu được tìm ra vết loét. Hoặc là nhiều bệnh nhân vào viện muộn không có vết loét, hoặc là mình tìm vết loét không kỹ. Nếu mình nghi ngờ bệnh nhân có sụt liên tục, có hạch nổi nhiều thì mình chấp nhận điều trị bằng doxycycline. Mình điều trị thử, nếu nó đã bằng về doxycycline thì mình có thể chẩn đoán là bị sụt mò.
Rồi ngoài đó là ba ngày da, ba thì gặp trong 50% trường hợp. Về cận lâm sàng thì huyết áp thì mình tìm kháng thể IgM và IgG của vi khuẩn trong máu thì thường thường là sau 7 ngày, còn PCR thì trong những ngày đầu khoảng 10 ngày đầu có thể làm PCR máu hoặc là mẫu vết loét thì chúng ta có thể phát hiện được DNA của vi khuẩn. Về chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán phân biệt đầu tiên là bệnh soạn khuẩn do Leptospira gây ra hay từ bệnh soạn khuẩn này á, thông thường mình hay gặp là bệnh nhân lội nước, bệnh nhân làm nông dân hoặc là sau những vụ lụt ở Huế, gần tới vụ lụt rồi thấy lụt thì sinh viên lâu chứ không thể đục trụ nhau đi lội nước. Đi lội nước thì thường tắm nước lũ là sẽ có chứa chất thải của một số động vật giống như con chuột hay là một số động vật khác, nó thải chất thải ra rồi nó ngập vào trong nước, rồi một số bạn sinh viên hoặc là ai đó đi lội lụt nhé. Thường thường sau lội lụt về thì khoảng 1-2 tuần sau là bắt đầu sốt, cộng là sốt liên tục. Nhưng là trong bệnh do Leptospira thì bệnh nhân sẽ đau cơ rất nhiều, đặc biệt là cơ vùng bắp chân. Thứ hai này là bệnh nhân thường có kết hợp với viêm gan và vàng da, đau bắp chân nhiều rồi vàng da. Thứ hai cũng sốt liên tục, còn có triệu chứng là mạch nhiệt phân ly giống như trong bệnh sốt ngò. Những thương hàng thường hay kèm theo là có rối loạn đường tiêu hóa, có thể trước đó là bệnh nhân có tiêu chảy. Rồi biến chứng của thứ hai hay gặp đó là thủng ruột. Khi thủng ruột thì mình có thể chụp X quang bụng đứng, thì có thể phát hiện được là liềm hơi dưới cơ hoành, sốt xuất huyết cộng sốt liên tục cộng đau mỏi cơ nhiều hả, cộng là mình sẽ nghiệm ra là bạch cầu là bình thường. Nhưng trong sốt xuất huyết thì ba trong sốt xuất huyết là ba dạng xuất huyết dạng chấm, còn trong sốt mò là ba dạng sẩn, nên dựa vào ba có thể phát hiện được nếu mà sốt xuất huyết nó có biểu hiện xuất huyết nữa. Thì trong sốt xuất huyết thì mình làm test đèn duo để chẩn đoán xác định. Về sốt rét thì sốt rét trong những ngày đầu khi cơ thể chưa có kháng thể trong những ngày đầu thì nó thường sốt liên tục giống như sốt xuất huyết đó hoặc là sốt mò đó, nhưng những ngày sau thì nó thường sốt cơn, có thể là một cơn một ngày hoặc là 2 ngày một cơn. Thì trong trường hợp này mình nghi ngờ thì mình kéo máu, đặc biệt là kéo máu trong cơn sốt để tìm ký sinh trùng sốt rét. Về điều trị, điều trị đầu tay của bệnh sốt mò là doxycycline. Khi nhắc lại bệnh sốt mò hay rickettsia thì điều trị đầu tay đó là doxycycline. Liều là 100 mg nhân 2 lần trên ngày, sáng một viên, tối một viên. Nếu mà thực sự là bệnh sốt mò thì thông thường khoảng 24 giờ sau thì bệnh nhân sẽ hết sốt. Nếu mình điều trị mà trong 3 ngày mà bệnh nhân không hết sốt thì có hai khả năng xảy ra. Một là đây là không phải là sốt mò, trường hợp là cao ấy. Nếu điều trị doxy 3 ngày bệnh nhân không hề sốt thì có thể là không phải sốt mò, hoặc là vi khuẩn Clostridium susurgamoxi nó kháng thuốc, không phải bệnh hoặc là bệnh nhưng là nó kháng thuốc. Trong những trường hợp mà bệnh nhân mà kháng với doxy thì mình có thể dùng azithromycin 500 mg trên ngày hoặc là chloramphenicol. Chloramphenicol thì trước đây người ta hay thích sử dụng ấy, nhưng do hiện nay nó có độc tố đó là ức chế tủy xương có thể gây ra suy tủy và có nhiều thuốc thay thế khác, nên là hiện nay chloramphenicol rất ít khi sử dụng trên lâm sàng. Đối với trẻ em và phụ nữ có thai, vì doxycycline là thuộc nhóm tetracycline là kim khuẩn hay là diệt khuẩn hẹn. Tetracycline là kim khuẩn hay diệt khuẩn? Azithromycin thuộc nhóm macrolide là nhóm kim khuẩn hả? Tetracycline là nhóm kim khuẩn ha, và nó có tác dụng phụ là lắng đọng, nó gây vàng men răng. Thì giờ nếu mình sử dụng doxycycline ở trẻ dưới 8 tuổi thì nó có thể gây là vàng men răng, nên là không sử dụng đối với trẻ em. Thì sử dụng trẻ em rồi sau này lớn lên nó vàng, răng nó vàng ấy, vàng vĩnh viễn luôn, nó thì hoa hậu không được thì nó vàng bạc đền mình. Nên là đối với trẻ em thì để chặt ăn thì cứ dùng azithromycin, hoặc là phụ nữ có thai thì thuốc này có thể qua nhau thai nó có thể gây lắng đọng vào xương và răng ở thai nhi, hoặc là phụ nữ có thai mà dùng nhóm tetracycline thì có nguy cơ là gây ra suy thận hoặc suy gan nặng, nên nó cũng không sử dụng với phụ nữ có thai. Đến trẻ em và phụ nữ có thai thì mình dùng azithromycin.
Còn nếu mà người lớn mà dùng doxycycline thì mình cần lưu ý này, doxycycline nó kích ứng thực quản hả? Nên mà nếu mà viên thuốc nó mắc tại thực quản thì thường nó sẽ gây loét tại chỗ. Vì vậy khi bệnh nhân uống doxycycline này, đặc biệt là những viên mà dạng viên viên nhộng mà có cái báo nắng thì khuyên bệnh nhân uống nhiều nước, và sau khi uống không được nằm. Nhưng chúng ta uống nhiều nước và phải đứng để cho viên thuốc nó xuống dạ dày. Còn nếu mà nó mắc tại thực quản thì nó sẽ bị loét thực quản. Mình gặp nhiều trường hợp rồi nhé. Có thể phòng khám hoặc mua đó họ cho uống doxycycline, có thể điều trị bệnh sốt ho hoặc là điều trị bệnh gì đó. Không khí bệnh nhân kỹ và nhân uống ít nước, mắc lại thực quản vào viện với tình trạng viêm loét thực quản. Nên là dùng doxycycline thì về bệnh nhân uống nhiều nước và sau khi uống là không được nằm. Nếu một bệnh nhân ở vùng mà nó có mình có yếu tố dịch tễ đó là nó kháng thuốc thì mình dùng azithromycin kết hợp với rifampicin làm thuốc kháng lao hay liều là 600 đến 900 mg. Còn nếu mà nó trung gian hoặc là nó ít nhạy cảm, nó không kháng ấy nhưng mà trung gian ấy, mình làm kháng sinh đồ là chữ y hoặc là nó ít nhạy cảm thì mình dùng doxycycline kết hợp với rifampicin. Nhắc lại đối với người lớn nghi ngờ sụt mò dùng doxycycline, trẻ em và phụ nữ có thai thì mình dùng azithromycin. Thì thời gian điều trị trong khoảng 7 đến 15 ngày, phải uống đủ ít nhất là 7 ngày. Nhiều bệnh nhân trường hợp thấy mình điều trị 1-2 ngày lăn rồi đòi ra viện rồi mình kê đơn về mà họ không chịu uống nữa, họ tới lăn đối uống vô một cái là hết sốt, người khỏe lại không uống nữa thì mình có thể tái phát trở lại, nên khuyên họ ít nhất là 7 ngày. Rồi phòng bệnh, mời ông bạn tiếp theo. Lê Huyền Diệu. Rồi, mời Lê Huyền Diệu. Rồi, em trả lời là cách phòng bệnh sốt mò ấy. Mình biết được là đối tượng cảm thụ rồi, biết được là nguồn lây rồi, biết được là vector truyền bệnh rồi. Thì mình phòng bằng cách nào? Phun hóa chất diệt côn trùng rồi. Đây nha, mấy bạn đã giờ buổi tối là buổi ngủ rồi mà mình cứ nhắn tin này bạn đọc rồi, bạn ngủ hết rồi nên phải nói cho bạn nghe nhớ. Thì cách phòng bệnh, nơi đầu tiên là mình là phải dọn dẹp môi trường mà mình nghi ngờ là môi trường sống của ổ trùng mò ấy. Rồi xung quanh nhà thì mình phải là phát quang bụi rậm, rồi phun hóa chất để diệt ổ trùng mò. Ở đây là gọi là diệt chuột ấy. Diệt chuột á, thì người ta nghĩ là con chuột là nguồn bệnh, nguồn chứa Urantia tsutsugamushi. Nếu diệt chuột đi thì sẽ mất nguồn bệnh, mà mất nguồn bệnh thì mới giảm tỷ lệ mắc bệnh. Nhưng sau một chuyến lược diệt chuột ở Trung Quốc á, thì người ta thấy là cái vùng mà diệt chuột đó á, thì tỷ lệ mắc bệnh sốt mò người lại là cao hơn. Vì sao này? Bạn nào nghĩ ra không? Vì sao mà sau khi diệt chuột đi thì thấy tỷ lệ mắc bệnh sốt mò người là cao hơn trước khi diệt chuột? Vì không có chuột để cho con mò đốt này nên quay qua đốt người nhiều hơn. À, đúng rồi. Vì nó thích đụng chuột á. Chuột là cái thích ăn thịt chuột. Nói chung là đốt chuột thì có như ăn thịt chuột này nhá. Nó thích đốt chuột mà chứ có chuột nữa thì nó phải tìm có khác để đốt này. Thì không có chuột để đốt thì nó sẽ đốt người nhiều hơn, mà khi nó đốt người nhiều hơn thì nó có khả năng truyền bệnh cho người. Vì con mò bản thân nó cũng là một nguồn bệnh, cũng là trong bản thân nó đã có thể chữa Urantia tsutsugamushi. Ngoài ra những người mà đi du lịch thì cũng mang áo quần dài tay này, rồi có thể sử dụng các hóa chất kem bôi lên da để phòng sụt mò đốt. Rồi một số biện pháp dự phòng nữa là họ dùng hóa dự phòng, đó là có thể dùng doxycycline. Nhưng là tại Việt Nam thì cũng có thể là có chủ trương là dùng hóa dự phòng trong bệnh phòng bệnh sụt mò.
anh dừng lại ở ngang khớp là phát quang bụi rậm này, diệt ấu trùng mò bằng cách diệt ấu trùng mò và con mò bằng cách phun hóa chất. Rồi mình làm việc trong môi trường nhiều bụi đất như bụi cây thì mặc áo của áo dài tay rồi có thể xoa một số chất lên da hoặc là áo quần tẩm một số hóa chất mà làm cho các con mò này nó không thích bu vào cơ thể mình. Rồi bệnh sốt mò đã kết thúc. Bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì không? Mời các bạn đã có hỏi hả? Có thể nghỉ giờ là 5 phút thì bạn nào có câu hỏi thì mình hỏi hả? Có thể bật mic hỏi trực tiếp hoặc là chat. Thế nếu mà người mà bị con mò đốt xong bị bệnh thì sẽ có miễn dịch 1 tháng. Rồi mình có nên cho con mò đốt tiếp để mình có miễn dịch tiếp không thầy? Mình miễn dịch tiếp để làm chi? Thông thường mà nếu cung tiếp á là khoảng 1 năm hả? Là bà nói là bắt con mò, cái ấu trùng mò nhỏ quá thì mình biết là khi nào là nó sẽ đốt mình được cả hay lại mình đốt mà gặp tiếp khác thì sao đang biết được cung tiếp được. Lại là con mò này đốt nhưng là nó ban đầu là sự như là nó có chứa cái chủng Orientia chủng nhà sĩ chủng 1, chủng đốt chủng Orientia chủng 2 đi, mà là hẳn có tác dụng bảo vệ chéo thì có thể mắc bệnh hả? Mỗi năm cho 12 con mò đốt. Còn ai làm như vậy giống như sự xuất huyết dưỡng, ai là đi sự xuất huyết dưỡng, ai là giống như mình sự xuất huyết là có 4 tiếp mình cho 4 con đột vô lên. Rồi các bạn đã hỏi câu hỏi khác không? Hiện tại vaccine phòng sốt mò thì chưa có hả? Vaccine phòng sốt mò chưa có.